trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu, những bức tranh, bức vẽ tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Để cho cái vẫy này tự vẫy mình đi. Kiếm rách thì nó chết rồi vẫn chưa dậy. Em cái đầu lò. Ô đi mẹ đó. Rồi. Anh rất cao đứng yêu thương nghiệp. Mày ăn chiều bao vì bố mày chở quyền tài chi nhắn cho bố mày, bố không nhớ cái vậy đi, không bố quên đi mày tránh chặt khắp thế giới anh dành cho một ai đó hơn. Còn bao nhiêu anh dành cho em đi nhé. Cứ có anh kề bên, khắp thế giới anh dành cho một ai đó hơn. Thế có sạc không? Chị mấy nhỉ? Thôi đéo buồn lắm. Cái này làm không lo. Có thể rơi anh dần cho một ai đỡ hơn. Giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn nhé. À, thôi nhắn luôn. Đây. Xong chiều quên. Ui đi mẹ nó. Tí đỏ thế bạn ơi. Giờ mình đi kiếm cái gì kia thì
piano. Không thể giới anh dành cho một ai đó. Anh ghi mà số quy. Ba cái là vì mẹ nó bất chấp thẳng đi. Lấy phần bên gạch cơ. Thôi. Câu chú 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 chạy ở đây mà đi ở đâu mà nhầm. Đã tháo rồi. Vậy là mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu những bức tranh, bức vẽ tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Đấy. Thế giới anh dành cho một ai đó. Hôm là tên lại nhà bè hát cho hỏng mấy chữ. Mùng 9 hổ. Đi cho đời, mà đi học. Mà đi học ngày kia thì chết với thầy. Ngày kia ra thì nghỉ đi. Đi vượt hôm nay nghỉ vượt hôm. Tích. Sáng hôm mình đã có ai đâu, chỉ có tập chiều chiều thôi bây giờ. Chưa bây giờ. Chưa về học ra luôn. Sáng cũng thiếu gì giờ. Tách nó bảo bạn mi nghe đi. Nó nói chí mày tì. Mẹ tì. Chả bảo chứ. Nhưng mà phải mời à nói đó. Bố mày bảo lâu, bố mày bảo rồi cơ. Bảo có lúc mày về từ lâu. Nhưng mà đi xe nó lấy thì dọn nhớ quê chỉ nhắn châu nó có chạy nhắn hay đi nhắn bịp nữa bịp nhắn hỏi qua Trường Khiêm ok rồi. Trường Khiêm ô mẹ kia rồi. Trường Khiêm ok nó đéo lên, tao chắc chắn nó đéo lên luôn. Dạ yeah. Tao chắc chắn Trường Khiêm đéo lên nó là ok rồi. Ok đéo lên thế mà bảo Trường mang sạc đi rồi. Tao mang sạc đi tao sạc. Đấy, ghim cái gì cần mạnh à? Chưa quên. Thì sao mày không ghim ghi mà ô ghi cái gì cần mạnh à? Thì mày cái rồi. Thì mày ghi mà. Cái lò. Thì đừng sao tao quên thì địch mẹ mày phải bị. Vậy là mình chơi tôi màu xong nha các bạn nha. Thì mày đã ghim ghim ghi mày kia mang sạc đi cái gì cần mạnh à mày. Tắt. Giấu rồi đi. Thì quên. Địch mẹ có ngu cốc hôm qua, ông đã cho hết mẹ à? Tì vậy luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nhá. Nói thế giới anh dành cho một ai đó. Buồn hiểu à?
Tôi đi rồi. Có được con gái cùng thành tôi chỉ cái nào tôi chỉ nó gọi tôi mẹ mày vừa que vừa tô à? Nó vừa que vừa ỉa à? Vậy là mình đã tô màu xong đấy các bạn, hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.